ba. Mày phải xài hết tất cả các món đồ này cho ba. Không, con là con gái ba mà ba lụm gì nè, là giấy tiền nhận bạc rồi gạo muối để ba cúng con hay gì? Gạo muối á là để tao cúng cho cái đám cụ hồn hai cha con bên kia ha. Còn những cái món này nè, không biết là bên kia á nó bỏ bùa mê thuốc lú cái gì vậy mày mà mày mê nó dữ vậy không biết nữa. Không có bỏ mà, anh bảo không có bỏ. Không, bây giờ phải nghe lời ba. Không. Tối này nè, bỏ sẵn ở trong người, đi đâu bất cứ, nhất là cái quân đó đó mà nó mời con ăn cái gì á là con ăn cái củ tỏi này vô trước, là bỏ tỏi này vô người cho ba. Ra đường là phải xịt cái nước hoa này cho ba. Không, con có xịt đâu. Phải xịt. Còn cái cây son môi này nè, phải bước ra đường, nhất là gặp cái thằng đó phải xài son môi vô cho ba. Không. Mày phải xài son môi vô cho ba để nó nhìn thấy mày, nó sẽ ghét mày, nó không còn thương mày nữa. Không, con không xài đâu. Không xài tao giết mày chết. Con lại ba, con lại ba. Bây giờ ba đánh con chịu đây, con chịu chết không được. Nhưng mà con không xài mấy cái này đâu. Mày không xài là tao giết mày chết ra ngàn nếp ơi là nếp. Nếp, em có sao không? Không, em không có sao hết á. Mà em không hiểu tại sao á, em là con gái của ba mà ba em làm vậy với em. Em nghĩ chắc ba không có thương em đâu. Nè Nếp, không phải vậy đâu. Ba em thương em lắm á, cho nên ba em mới nghe lời người ta mới làm cái trò đó với em thôi. Có đâu, nhưng mà em sợ lắm. Anh thấy em bị vậy, anh sốt mà anh, lòng anh đau kinh khủng luôn á. Vậy sao qua kẹt? Không, không phải là anh không muốn qua. Anh có dự định đó. Nhưng mà lúc đó anh thực sự không biết phải làm sao luôn á. Anh xin lỗi nha. Em nghĩ á, cái gì mà thuyết phục ba em với ba anh á còn khó hơn là bắt thằng lên trời nữa đó. Nên là thôi. Cái gì vậy Nếp? Vì tình yêu của hai đứa mình anh ráng nha. Nếp, cái chuyện mà hai đứa mình về đây á là duyên hay cho ba. Em thấy câu chuyện này mà bây giờ em định bỏ cuộc hết á. Nếp, thôi em vô nhà trước nha, để mất một ba dễ thấy nữa mình làm cái. Phần là con gái chưa buồn lớn yêu ơi, nhìn về tương lai mà thấy sao rộng đường dài. Trời ơi, của ai trời? Cái bài hát này mấy chục năm rồi, hát y như ngày xưa luôn. Ủa, anh qua đây có chuyện gì không vậy? Khỏe không? Dạ em khỏe. Lúc này buôn bán được không? Chà, lúc này ta thấy hàng quá dữ dội ha. Dạ em buôn bán cũng bình thường. Lâu lâu ghé thăm. Dạ. Cứ 3-4 bữa vậy cái ghé thăm lần ra kiếm cái gì mua ủng hộ. Em cảm ơn, lúc này không làm gì hết hả? Cũng vậy thôi. Cuộc đời anh bây giờ nói chung sướng không sướng mà khổ không khổ. Nó cứ lình bình vậy là. Mình qua đây chơi thôi, có chuyện gì không? Lâu lâu qua thăm nè. Dạ. Trả đậu đâu rồi? Ông mới đi qua bên kia rồi, chắc đi đâu đó lung tung đó mà. Cái gì vậy? Qua nhờ em chuyện. Nhờ em chuyện gì? Chuyện gì nói đi, có ở đâu ngại, bạn bè không mà. Cũng ngại chứ,
Có gì đâu, nói đi. Tại vì hồi xưa giờ á, cái câu ông bà mình nói là trâu đi tìm cọp. Chứ có đời nào mà cọp đi tìm trâu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề này nó hơi ngược lại cho nên là cũng hơi ngại ngại. Trời ơi, anh dài dòng hoài. Nói đại đi. Nói đại ha. Nói đi. Thôi mình chỗ bạn bè hồi xưa giờ không có gì giấu giếm. Đó. Chẳng là em buôn bán ở đây nè. Ha. Dạ. Đầu trên xóm dưới nhà nào em chắc cũng rành hơn anh. Cho nên là định nhờ Trắng giúp giùm chuyện. Chuyện gì? Coi cái chỗ nào đó không cần giàu nghèo sao cũng được. Nhưng mà miễn là nó có hiếu, nó dễ thương là được rồi. Làm mai giùm cho nếp nhà anh. Làm mai nếp hả? Ừ. Chứ anh thì cũng tuổi già rồi, nay đau mai yếu, rồi biết chừng nào cũng có được cháu ngoại ẵm bồng chối vui nhà vui cửa. Trời ơi, em nói anh nghe nè, nếp với con của anh Đường đó, anh thấy cũng hai đứa nó cũng xứng đôi vừa lứa quá. Nè, ngăn, ngưng ngay, không nói tới cái chuyện đó nữa nha. Đừng có nói cái vấn đề là con nếp với thằng đỏ con của ông Đường vô trong cái vụ án này. Anh không bao giờ đồng ý. Trời ơi, sao kỳ vậy? Hai đứa ấy nó cũng hợp nhau quá mà. Cái chuyện đó là nó thương là nó thương, nhưng mà bổn phận làm con nó phải nghe lời cha lời mẹ. Cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đó. Không thể nào mà nó làm như vậy được. Tôi với ông Đường là không thể nào làm xui được. Rồi giờ ý anh muốn làm sao? Thì bây giờ á, giờ em ở đây nè, trong xóm, trong làng mình nè, hoặc là làng trên, xóm dưới, xóm bên kia, xóm bên sông đồ gì đó, em coi thấy cái chỗ nào mình được á, coi làm mai dùm cho nếp nhà anh. À, làm mai cho nếp đúng không? Ừ. Bây giờ ai có không? Có. Không. Có một cái ông trên kia kìa. À, ông này. Ông Tư Cao đó. Ông Tư Cao cho xóm trên ông biết không? Tư Cao Cao. Ông Cao Cao đó. Ông Cao Nguyễn Liễu hả? Đó. Ông có thằng con chơi bóng rổ hả? Đúng rồi. Thôi nghỉ đi. Ủa sao vậy? Thì anh muốn cao ráo rồi còn gì nữa? Cao quá cũng không được nữa. Tôi vậy rồi tôi đứng với ổng sao? Dạ. Tao không được đâu. Cũng khó nữa. Bỏ đi. Thôi bây giờ chỗ nào khác đi. Con của bà Tám nhọn được không? Bà Tám bỏ nhọn đó. Cái mỏ nhọn cái gì nè? Hả? Cái mỏ con của bà Tám bỏ nhọn quất cái đó. Tôi kỵ luôn cái chỗ nhọn luôn. Ừ. Kỵ luôn. Nhìn thằng cha Đường kế bên đó là sát vách nhà đó là tôi ứa gan rồi. Tôi mỏ chở rồi. Tôi ứa gan rồi. Giờ không lẽ làm xui với nhọn nữa. Nghĩ đi. Bỏ. Cái gì anh cũng không chịu hết. Bây giờ có người này đặc biệt lắm luôn nè. Anh chịu ai, không? Ai? Hả? Ai? Con ngồi bảy hôn. Cái gì? Thôi nghỉ luôn đi. Vừa nó ngủ sao nó ngậm vậy? Thì cái thằng mà nó vừa hô mà nó vừa ròm, hồi nhỏ nó bị băng khỉ á, nhớ không? Hả? Đó. Băng khỉ hả? Ừ. Thôi khỉ luôn, nghỉ chơi luôn. Nghỉ sao vậy? Sát bên nhà tôi có con khỉ, tôi nhìn hoài tôi chán muốn chết luôn à. Tôi trông cho nó chết mà sao nó lâu chết quá. Ủa nhà anh có người nuôi khỉ hả? Cha Đường á. Trời bỏ gì anh. Thấy cái tướng rồi nè. Sáng ra riết nè. Như con khỉ vậy. Anh có người không à? Mà thôi em nói anh nghe nè. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, mình là người lớn đó rồi, cái gì cái anh bỏ qua đi mà tác hợp cho hai đứa nhỏ. Chứ em thấy hai đứa nó... Anh đã nói với em rồi, từ đây trở về sau, không được quyền nhắc tới thằng đỏ con của ông Đường với con nếp con của anh. Anh thề luôn, không bao giờ anh làm xui với ổng. Dù gì bốn đứa mình cũng chơi với nhau từ nhỏ rồi, đúng không? Thì bây giờ hai đứa nhỏ nó lỡ yêu nhau, bây giờ anh có cấm cản nó. Bây giờ anh không cho nó đến với nhau. Rồi lỡ như anh ép con anh lấy cái người nó không thương, người nó không hạnh phúc, anh làm cha anh có vui không? Đương nhiên là không vui rồi. Thì đó, bởi vậy tại... Nhưng mà không thể nào làm xui với thằng cha Đường đó. Em biết tại sao không? Em biết tại sao anh với ổng có mối thù tiền kiếp mấy chục năm nay không? Tại sao? Tại em. Ủa sao tại em? Cha Đậu không có nhà phải không? Không đi rồi. Nói luôn nè. Biết tại sao không? Ngày xưa, cái thời vàng son của tụi mình. Nên sao? Cái thời trẻ trung sôi động nhất của tụi mình nhá. Anh là người đã từng thương em, từng đeo đuổi em biết mà. Thì đó cũng qua rồi, bỏ qua. Nhưng đi. Mà cái lúc đó là tại vì còn trẻ, còn bồng bột.
không có dám thổ lộ, cho nên anh mới suy nghĩ. Em nhớ cái ngày mà anh hẹn gặp em không? Em nhớ rồi. Cái ngày mà anh đi chàng hãng á. À, cái ngày mà anh đi cái giò chàng hãng chơi hơi ngoài đường bờ dừa chứ gì? Đúng rồi. Rồi sao? Trời ơi, anh thức mấy đêm liền. Tối ngày sáng đêm anh viết hết một cuốn tập luôn. Anh viết những cái bài thơ, những cái lời tỏ tình với em. Mà anh đâu có dám gửi em. Công nhận hồi đó nhát thiệt. Phải làm gan là được vợ luôn. Rồi cuối cùng liên quan gì với ông? Cuối cùng là anh viết xong cái bức thơ đó, anh mới đưa cho ông Đường. Tại vì ổng là người bạn, mà hơn nữa ổng là người sát vách với mình. Anh nhờ ông Đường á, ông đưa cái bức thơ đó tỏ tình của anh cho em, hy vọng là mình nên duyên. Nhưng mà không ngờ, không ngờ cái thằng Trà Đường nó chơi phỏng tay trên anh. Chẳng những thì chả không đưa thơ mà chả còn nói xấu anh nữa. Cho nên em giận anh nè, em mới đi lấy ông Đậu. Qua rồi bỏ đi anh. Cho nên đừng bao giờ, từ đây cho tới ngày anh nhắm mắt rồi anh sống trở lại, anh sống trở lại, mà thí dụ mà ông bà có bắt anh làm xui với ông Đường cũng không bao giờ, thà anh chết. Bởi vậy hai ông này cứ thù hận với nhau hoài, tội nghiệp hai đứa nhỏ hết sức. Ủa, anh quay lại anh đổi ý rồi phải không? Không bao giờ. Bởi vậy tội nghiệp hai đứa nhỏ không biết khi nào mà nó được thành đôi được. Đó rồi, cái gì mà qua đây nằm như liệt sĩ anh Dương vậy ông nội? Bộ bà bán cà phê ế lắm hả? Ấy rồi ấy, bán giờ bán đông lắm. Bán đông sao qua đây nằm chế quẩy đây? Mệt. Ủa anh Trà Đậu đâu rồi? À anh Đậu anh mới đi rước bé con em rồi. Mà anh kiếm anh Đậu có gì không vậy? Tôi qua tính nói chuyện với bà mà sợ Trà Đậu chứ ghen đây chứ. Trời đất ơi, già cả hết rồi mà ghen tuông cái gì anh? À bà Trắng ơi. Dạ. Tôi nói thiệt với bà kìa. Nói gì anh? Bà coi ai vòng đây đó, coi được á, bà làm mai tôi cưới coi. Cái gì? Ông nói giỡn không, nói thiệt vậy? Ông tần tuổi này rồi, ông ở mấy chục năm rồi, mà giờ muốn đi lấy vợ nữa hả? Trời ơi, bà nội con chưa nói hết, bà nội nhảy vô hổng con ngồi rồi. Tôi cưới vợ cho thằng đỏ. À trời, tại ông muốn nói rõ ràng sao tôi biết được, cưới vợ cho thằng đỏ. Ừ. Mà tôi thấy hai đứa nói với con nếp, hai đứa nó cũng xứng đôi vừa lứa quá, con nếp nó lại đẹp. Thôi, đừng dắt tới cái gia đình nữa. Đừng dắt tới gia đình, tôi biểu bà lục giùm tôi, bà kiếm giùm tôi. Bây giờ bà lục hết cái gia phả nhà bà đó cũng được nữa. Rồi vòng buổi sớm này nè, có ai được là tôi cưới liền, cưới nay mai luôn á. Để ông muốn tôi làm mai đúng không? Làm mai giùm tôi đi. Bây giờ tôi có, tôi biết con bé con của bà hai súng á. Rồi. Mà nó bán cá ngoài chợ, không biết nhỏ đó không? À, trời đất ơi, con nhỏ bán cá ngoài chợ con bà súng đó hả? Đúng rồi. Nó cũng giống má, nó nồng qua cái đằng nội chân rồi đó. Cưới về tôi kêu mà ngoại hay sao? Thôi không được luôn. Thôi ơi trời, nhỏ xấu quá à. Quay nào được chứ quá. À có rồi. Ai? Con của bà Tư Lùng. Tôi cấm bà nói cái chữ lùng trước mặt tôi nha. Con nhỏ đó mà nó đẹp ở đầu tôi cũng không cưới cho con đỏ đâu. Lùng là tôi ghét à. Cái già này sao khó ư quá. Nhờ giả người ta đó. Với nó người nào cũng không chịu hết. Tôi ghét là cái lùng lắm. Còn con nhỏ này là xuất sắc nhất ở xóm mình à. Đẹp không? Đẹp, cao ráo, đẹp người đẹp nết nữa. Vậy hả? Nó cao ráo. Đó, ừ. Nhưng mà nói trước nghe. Nó bị bệnh hoa lao đó. Ôi má. Trời ơi trời, nước cái bệnh hoa lao về cái nữa đi mới tới cử nó kéo khò khè cái tôi chạy tiền thuốc nữa. Bà tròn chọn cái gì đâu cho ông cho thằng đỏ không mà trời. Ủa vậy chứ giờ tôi lựa ai em cũng không chịu, người thì ông nói à súng răng, người thì ông chơi lùng. Bây giờ tôi chọn người cao cho ông cũng không chịu vậy chứ giờ ông muốn tôi chọn ai giờ? Cao bệnh hoa lao chứ không. Tôi nói ông nghe nè. Gì? Trời ơi, tôi thấy hai đứa nhỏ nó xứng đôi vừa lứa quá chừng. Bây giờ hai ông bỏ qua chuyện đi rồi cho hai đứa nhỏ nó sáp vô. Tôi nói cho bà nghe nè. Không, đúng ra đó là hai đứa nhỏ đó nó xứng đôi vừa lứa lắm. Đúng rồi. Nói tôi nói cái miệng tôi vậy á, chứ tôi cũng thương con nếp lắm chứ bộ. Vậy sao không chịu? Tôi ghét thằng cha già. Không phải ghét, không mà hận. Ví dụ gì mà hận mà ghét dữ vậy? Bà không biết cái chuyện thằng đen phải không? Đối xử tôi phải không? Sẵn đây tôi kể cho bà nghe, nhưng mà bà đừng có cười nha. À, ông kể đi. Bà cũng thừa biết là hồi đó tôi yêu bà mà. Bà còn nhớ tôi tặng quà cho bà không? Nhớ rồi, cái hộp sô-cô-la mà ông tặng tôi trồng chanh không chấm chứ gì? Đó, tôi mới nói. Tôi nói với bà trước mà. Tôi nói tôi tặng cái này hộp với tánh tình của bà.
mà cái tâm của tôi là lúc đầu cũng yêu sự ngọt ngào này hết, tôi mới tặng cho bà cái sô cô la. Tôi để đó, tôi ôm cái bụng, đau bụng, tôi chạy vô nhà, tôi chạy ra thì hộp sô cô la nó trở thành hộp chanh. Ai? Ai làm cái chuyện này? Ai làm? Chỉ có thằng đen nó đang ngồi đó thôi chứ ai làm. Nó muốn nó giật trên tay tôi á, thành thử ra, nhưng mà nó đâu có được đâu, thấy không? Nó đối xử tôi vậy, tôi không hận, đó là tôi hận thôi được. Ôi, bỏ qua đi ông ơi, mình dù lớn tuổi rồi, thương mấy đứa nhỏ thì giờ mình bỏ qua, mình tác hợp cho nó đi. Không. Một câu cuối cùng tôi nói với bà biết, tôi có chết đi nữa đó, mà lỡ mà trời thương cho tôi sống lại, tôi ngồi tôi cười, tôi còn không thèm làm xui với người đó nữa. Đi đâu hả? Về. Trời ơi, sao chả già lụ đạn không? Có gì nữa? Quên cái đó. Trời đất ơi, bao nhiêu năm tính tình cũng y vậy. Uống gì nói đi làm luôn đi, lát khách đông tôi cũng làm đó nha. Rồi, ly cà phê cho đóng đi, lẹ đi. Làm gì nay mặt lụa đeo hả? Uống gì cơ luôn mày? Dạ uống bình thường phải không? Bình thường. Tao đang bực mình á. Thế tôi qua bực mình phải không? Cái thằng đỏ nè. Sao? Tao dạy nó không có nghe lời. Nói với con nếp nó cái sà nẹo 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 hoài à. Tao không ưa gia đình nó mà cái sà nẹo trước mặt tao hoài. Ha? Tao đụng ra là con ông với con của thằng chân lùng đó dính với nhau rồi nọ tùm lum hết trơn à. Anh nói tụi mày nói nghe. Tôi thấy hai đứa nó quấn quýt với nhau là tôi nghi rồi. Nghi gì? Cái nhà bà nó chắc bỏ bùa nó rồi. Gì? Bây giờ anh phải tìm cách anh trừ tà nó mới được. Mướn thầy về trừ tà nó. Bà nó bỏ bùa này. Tôi nói anh không tin phải không? Bây giờ phải mướn thầy về trừ tà đó hả? Vậy mới được. Trời ơi, thời buổi này mà tin thầy bà có ngày công an còng đầu cả đám mấy chú ơi. Gì còng đầu mày? Ơi tụ tập á. Còn muốn mà trừ tà không? Nói tôi chỉ chiêu cho. Mày biết hả? Trời ơi. Ôi, ba có chuyện vớ vẩn. Ê, nước. Hả? Qua đây ngủ nước cho này. Đi, qua đây. Ủa, bữa nay mời qua luôn hả? Ngồi đây qua, ngồi cho nói chuyện ghê chút đi. Trời ơi, đó giờ có ai coi tôi ra gì đâu. Thôi mà, thông cảm mà, ok. Đây là không tính tiền ly nước này nữa. Thôi thôi, tự nhiên bữa nay mình cảm thấy mình có giá trị quá ta. Bỏ vô đó đi mà đừng nói lại nhảm nữa. Nói vô vấn đề luôn đi. Bây giờ á, con tao nó bị trúng tà, mà bên kia bỏ bùa nó. Bây giờ mình muốn trừ tà đó mà không kêu thầy lại phải làm sao? 10 vụ này rồi, ông nội tôi chỉ làm thành công đúng 10 vụ. Đơn giản thôi. Bây giờ ông làm sao ông lấy được tóc của hai đứa nó. Tóc của hai đứa nó? Đúng. Riêng con tao thì dễ rồi. Mà để nó ngủ tao cắt tóc nó. Đó không điều quan trọng. Bây giờ tóc con nếp mà, làm sao mà ông lấy được? Tao đâu qua mà anh được đâu. Tại sao lấy? Thì đó, cái đó mà cái quan trọng. Nhưng mà tôi làm được chuyện đó. Mày thấy? Tôi qua nhà đâu chơi hoài, tôi biết. Con gái tóc rụng nhiều lắm. Tóc nó dài, nó gội đầu rụng nhiều lắm. Tôi qua, tao cũng có nghe được. À, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng á là lấy được tóc hai đứa nó giờ làm sao? Dễ lắm. Nắm tóc của thằng đỏ, nắm tóc của con nếp, hòa quyện vào nhau, xoay lại, cuộn lại, lấy giấy tiền nhận bạc, cuốn lại, đem ra ngã ba. Mà đặc biệt là kiếm ngã ba nào âm u nhìn nó ma quái á, quan hồn tụ tập đó nhiều á, đặt vào đó, thắp ba cây nhang xong, khấn, đốt, bảo đảm tụi nó không bao giờ nhìn mặt nhau luôn, nó không ưa nhau luôn. Ủa, ác quá ha. Ác cái gì ông nội, tôi giúp ông thôi chứ ác cái gì. Cái cách này hay đó mày ơi. Cái cách này mình khỏi kêu thầy bà lại làm rùm beng trộm nhóm ta đi. Cảm ơn. Tao cảm ơn mày lắm nghe. Không tính tiền nữa nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Máy chơi. Rồi diễn viên ok. 3, 2, 1, giết. Rồi, phải. Em có gì không có bán em chắc.